Chào mừng quý vị quay trở lại với phần 2 của bản tin địa ốc. Như thường lệ, mở đầu phần 2 của bản tin sẽ là chuyên mục nhận định thị trường. Ông Jonathan Tizot, giám đốc bộ phận nghiên cứu và định giá của hãng Cushman & Wakefield sẽ đưa ra một số phân tích trên thị trường văn phòng tại Việt Nam hiện nay. Trong đó thì thấy có hai xu hướng khác nhau rõ rệt giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong năm nay. Thị trường cho thuê văn phòng tại Việt Nam sẽ tiếp tục mức tăng trưởng tích cực trong các quý tiếp theo của năm. Cushman & Wakefield chúng tôi hiện đang tư vấn cho hơn 40.000 m² giao dịch thuê văn phòng khắp Việt Nam. Điều này cho thấy thị trường vẫn hoạt động khá tốt. Thị trường cho thuê văn phòng tại Hà Nội vẫn trên đà phát triển tốt. Hiện xu hướng các doanh nghiệp nhà nước chuyển địa điểm về các văn phòng hạng B tiếp tục tăng cao, mặc dù hấp thụ thị trường được ghi nhận bởi các doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, tỷ lệ trống dự kiến sẽ tiếp tục tăng đáng kể từ 22% lên đến khoảng 30%. Giá thuê sẽ tiếp tục giảm cho đến hết năm 2015. Tình hình thị trường cho thuê tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì sự năng động của mình với tỷ lệ hấp thụ nửa đầu năm nay là 14.000 m² cho phân khúc hạng A và B. Giá thuê ổn định bởi vì tỷ lệ trống hiện chỉ chiếm 7%. Tuy nhiên, khi các tòa nhà Vietcombank Tower, Lim Tower 2 và Pion Plaza hoàn tất các khâu cuối cùng và ra mắt tại thị trường trong quý này, thì tỷ lệ trống sẽ tăng lên, dự báo khoảng 17%. Nhưng theo Cushman & Wakefield, thì con số này sẽ giảm còn 12% vào cuối năm. Giá thuê công bố ra thị trường vẫn ổn định, nhưng tùy vào từng tòa nhà với các chính sách ưu đãi khác nhau, thì giá thuê theo đó sẽ mềm hơn. Với cộng đồng kinh tế chung ASEAN và với tất cả các hiệp định thương mại khác đã, đang và sẽ được ký kết, tôi mong đợi nhiều doanh nghiệp nước ngoài sẽ đến Việt Nam để tận dụng lợi thế của các rào cản thương mại khi bị loại bỏ. Rõ ràng là những yếu tố này sẽ thúc đẩy ngành sản xuất trong nước phải tự mình cải tổ để có thể trụ vững trên sân nhà. Không chỉ riêng phân khúc văn phòng, các phân khúc khác cũng được hưởng lợi từ việc này như phân khúc bán lẻ, phân khúc nhà ở, khu công nghiệp. Việc hội nhập này cũng giúp doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội xuất khẩu sang các nước khác nhiều hơn, và khi các doanh nghiệp này lớn mạnh, nhiều nhân viên hơn thì họ cũng sẽ cần không gian văn phòng mới phù hợp với từng giai đoạn phát triển của mình. Một trong những thách thức chính là các doanh nghiệp Việt Nam đang kinh doanh hoạt động cho thuê văn phòng thường không chuyên nghiệp và hoạt động hiệu quả bằng các doanh nghiệp nước ngoài, vốn có nhiều lợi thế về nguồn lực, hệ thống quản lý và điều hành. Điều này sẽ tạo điều kiện cho các công ty nước ngoài tăng thị phần tại sân khách và buộc các công ty trong nước thu nhỏ quy mô hoạt động của mình. Chuyển sang phần tin tức quốc tế, kính thưa quý vị, tòa nhà cao thứ hai thế giới là Shanghai Tower của Trung Quốc đang tiến tới giai đoạn hoàn công. Người dân và các nhà đầu tư đang rất háo hức đón chờ. Tuy nhiên, một số chuyên gia lại cho rằng tòa nhà này có thể là minh chứng của khủng hoảng kinh tế tại Trung Quốc. Lần gần đây nhất Trung Quốc khánh thành tòa nhà cao nhất tại nước này là vào năm 2008. Ngay sau đó, thị trường chứng khoán Trung Quốc điều đứng. Năm nay, tòa nhà cao thứ hai thế giới sẽ được khánh thành vào mùa hè này. Shanghai Tower dự đoán sẽ thu hút giới đầu tư và du khách. Tuy nhiên, một số chuyên gia kinh tế cho rằng số phận của các tòa nhà chọc trời luôn có phần gắn liền với các cuộc khủng hoảng. Tòa nhà Chrysler và Empire State ở New York từng bị coi là dấu hiệu của cuộc đại suy thoái. Trung tâm thương mại thế giới cũng xuất hiện vào thời kỳ khủng hoảng thị trường dầu vào đầu những năm 70. Tòa nhà Petronas Tower của Kuala Lumpur là đánh dấu khủng hoảng tài chính châu Á. Và cuối cùng, tòa Burj Khalifa, tòa nhà cao nhất thế giới hiện nay, đặt tại Dubai, gắn liền với khủng hoảng tài chính vừa qua. Đối với Trung Quốc, Shanghai Tower xuất hiện khi tăng trưởng kinh tế nước này đang ở đà chậm nhất trong vòng 25 năm qua, trong khi thị trường chứng khoán đang quá nóng. Kiến trúc sư Marshall Strabala, người đã từng tham gia thiết kế Burj Khalifa, tỏ ra không quan tâm đến những điều này. Tôi cho rằng một trong những tòa cao ốc sinh lợi nhiều nhất trên thế giới là Empire State. 10 năm đầu tiên có thể khó khăn vì nó xuất hiện trong thời kỳ suy thoái, nhưng sau đó nó đã quay trở lại và trở thành tòa nhà cho thuê sôi động nhất. Dù sao đi nữa, những lời đồn đoán về sự xuất hiện của những tòa nhà chọc trời cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi của Shanghai Tower. Trong tháng 4 vừa qua, giá nhà mới xây tại Trung Quốc đã giảm tháng thứ 8 liên tiếp so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, mức giá này vẫn giữ là gần như ổn định so với tháng trước. Đây được coi là một dấu hiệu cho thấy giá nhà ở tại quốc gia này đã bắt đầu thoát đáy. Theo tính toán của hãng tin Reuters dựa trên các số liệu thống kê chính thức được công bố, giá nhà mới tại 70 thành phố lớn tại Trung Quốc đã giảm bình quân hơn 6% trong tháng 4 năm 2015 so với năm trước. Nếu so với tháng liền trước, từ tháng 3 năm 2015, giá nhà gần như giữ nguyên. Trong đó đáng chú ý là tại Bắc Kinh và Thượng Hải, mức giá tăng lần lượt là khoảng 0,7 và 0,6%. Tại các thành phố khác chiếm khoảng 60% doanh số bán nhà toàn quốc thì giá nhà đang tiếp tục giảm. Thị trường bất động sản Trung Quốc đang chiếm khoảng 20% GDP của nước này. Một số chuyên gia kinh tế tại Trung Quốc cho rằng, đầu tư vào bất động sản đã giảm tốc trong 4 tháng đầu năm 2015 và có thể chỉ tăng dưới 5% trong cả năm nay. Năm ngoái, tốc độ tăng trưởng đầu tư vào thị trường này ở mức gấp đôi, khoảng 10,5%. Giới phân tích cũng cảnh báo bất động sản vẫn đang là rủi ro lớn nhất đối với nền kinh tế Trung Quốc. Hiện vẫn đang cần nhiều thời gian cho chu kỳ hồi phục bất động sản tại nước này do lượng nhà tồn kho còn quá lớn.
Dự án Citygate Tower nằm ngay trên đại lộ Võ Văn Kiệt, chỉ mất 5 phút lái xe để đi vào ngay trung tâm thành phố. Dự án do công ty NBB, đối tác từ Nhật Bản Creed Group xây dựng, hứa hẹn sẽ mang đến những căn hộ lý tưởng cho cư dân sinh sống tại đây. Citygate Tower tọa lạc ngay tại vị trí đắc địa ở cửa ngõ Tây thành phố Hồ Chí Minh, ngay mặt tiền con đường được ví von là đẹp nhất và hiện đại nhất thành phố Hồ Chí Minh, đại lộ Võ Văn Kiệt, còn được biết đến là đại lộ Đông Tây. Với độ cao 28 tầng, cao nhất toàn khu Tây, Citygate Tower nổi bật với thiết kế hiện đại với tầm nhìn thoáng mát từ trên cao ra nhiều hướng, toàn cảnh quan của thành phố. Thừa hưởng những lợi thế vượt trội từ hai tuyến giao thông chiến lược của thành phố, Citygate Tower mang đến nhiều giá trị to lớn cho cư dân trong tương lai về vị trí. Từ đây dọc theo đại lộ Võ Văn Kiệt, chỉ mất 5 đến 10 phút lái xe đến trung tâm thành phố, dễ dàng đến khu phố tài chính, khu phố đi bộ tại trung tâm quận nhất. Và chỉ mất khoảng 5 phút để tới các cung đường mua sắm và các con phố ẩm thực tại quận 5. Thiết kế dự án theo phong cách mở, hướng đến tự nhiên nhưng vẫn đảm bảo tính tiện nghi, hiện đại với các tiện ích nội khu đa dạng như trung tâm thương mại, nhà trẻ, phòng cộng đồng, khu thể thao giải trí như hồ bơi, gym, sân tennis, khu dịch vụ nhà hàng, cà phê, spa. Điểm cộng lớn của dự án là không chỉ có tiện ích nội khu, các dịch vụ hạ tầng xã hội khác cũng nằm ngay kề bên dự án với đa dạng dịch vụ như bệnh viện, trường học các cấp từ bậc mẫu giáo đến đại học, tuyến metro, kể cả siêu thị lớn như Metro, BC. Bên trong tòa nhà, bãi đậu xe được thiết kế gồm 2 tầng hầm và 1 tầng lửng, tổng diện tích gần 20.000 m². Các gia đình và cư dân trẻ của Citygate Tower có thể an tâm thoải mái về chỗ đậu xe của mình. Không gian chung dành cho sảnh thang máy được thiết kế thông thoáng với sảnh rộng gần 2 m². Đây là không gian bên trong một căn hộ mẫu. Với thiết kế độc đáo và chú trọng không gian sống, căn hộ Citygate Tower có các bố trí bên trong gọn, đẹp, làm tối đa hiệu quả sử dụng không gian. 100% phòng ngủ, phòng khách và bếp của các căn hộ đều có cửa sổ giúp không gian sống bên trong có thể đón nguồn sáng và khí trời tự nhiên nhiều hơn. Nội thất căn hộ được ốp gỗ sang trọng và tạo không khí ấm áp cho ngôi nhà. Không gian bếp được bố trí riêng biệt tạo sự sạch sẽ, ngăn nắp cho cả ngôi nhà. Bộ tủ kệ bếp cao cấp được tặng thêm khi mua căn hộ. Citygate Tower thực sự là ngôi nhà lý tưởng cho nhiều gia đình trẻ. Sự hòa quyện không gian sống với thiên nhiên cùng những tiện nghi vượt trội đem lại cảm giác thư thái, thanh bình, thoải mái cho những chủ nhân nơi đây. Đây là kết quả hợp tác giữa công ty cổ phần đầu tư 577 và quỹ đầu tư uy tín Nhật Bản Creed Group trong hợp đồng chiến lược phát triển hơn 10.000 căn hộ giá 1 tỷ. Citygate Tower cũng là dự án đầu tiên tại Việt Nam mà Creed Group lựa chọn đầu tư tài chính trong chiến lược phát triển tại Việt Nam. Với chính sách bán hàng hiện đại, chỉ với 1 tỷ đồng có thể sở hữu ngay một căn hộ cao cấp có diện tích 73 m² với 2 phòng ngủ, mức chi trả bình quân mỗi tháng chỉ 7 triệu đồng. Citygate Tower có lợi thế đảm bảo rất lớn từ thương hiệu Nhật Bản, vốn là thương hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới về chất lượng và uy tín với cách làm rất Nhật Bản. Khách hàng có thể hoàn toàn an tâm về tiến độ thi công cũng như chất lượng thực tế căn hộ so với căn hộ mẫu. Còn bây giờ là phần 3 của chương trình với những tin tức nổi bật sau đây. Trang Capital nhận định bất động sản Việt Nam đang hấp dẫn nhưng cần phải thận trọng. Thanh Đa View, nơi bắt đầu cuộc sống tốt đẹp hơn.